Xin giới thiệu, đây là sản phẩm để dạy cho học trò vẽ hoa nổi 3D. Chẳng hạn như những cái bông hoa này là được đắp nổi lên, đúng là hoa nó sẽ nổi lên, nó u lên luôn, rờ cộm lên luôn ha. Và cái nền nó cũng được vẽ bóng chìm 3D. Đây, những cái nền bong bóng. Cái nền vải thì rất là nhạt. Cái nền vải rất là nhạt ha. Mình mới vẽ lên cái nền cho nó sinh động. Nó thẳng ra thì đây là cái áo dài cũ thôi. Áo dài cũ cho nên cái màu nó cũng nhạt nhạt. Thì mình dùng cái nghệ thuật để mình làm biến từ một áo cũ thành một cái áo mới. Cho nên là khi mà tất cả mọi người vô đây á, là mọi người không có biết đây là áo cũ đâu. Mình đã dùng nghệ thuật sáng tạo để mình làm nó mới mới lại, mới mẻ hoàn toàn hết. Hoa này cũng vậy ha. U nổi lên nè, rờ lên nó u là rờ nó u lên luôn. Đây, quay gần sẽ thấy ha. Đó, quay gần nè, sẽ thấy hoa nó u lên, thấy không? Giống như mình muốn làm một cái gì lạ để dạy cho các học trò khi các anh chị em đến lớp dạy vẽ áo dài để học vẽ, thì mình á dạy cho anh chị em đa dạng thể loại, có nghĩa là rất đa dạng cách làm, chứ không phải là chỉ có cầm cọ vẽ không thôi. Chẳng hạn như cái bóng chìm này, đây, và làm cái nền này, đây làm nguyên cái nền áo luôn nè, thì làm sao cho nó mịn sắc sảo, thấy không? Phải làm sao, phải làm như thế nào? Chẳng hạn bây giờ nguyên cái áo người ta cũ, nhưng mà mình có thể biến thành một cái áo mới, mình làm khác hoàn toàn. Nhìn vô không biết đây là cái áo đã cũ đâu. Đó, những bong bóng 3D đây, thấy không? Rất là tròn trịa, mịn màng. Thì phải làm sao được như vậy? Thấy vậy chứ không phải đơn giản đâu, không phải cứ lấy cọ quẹt lên là nó sẽ tròn, nó sẽ lan mịn cho mình đâu nha. Nhìn kỹ nha, đây rất là mịn màng nha. Nè, rất là mịn màng, thấy chưa? Và rất là mềm mại nha. Đây là áo vẽ rất mềm mại, không hề bị cứng gì cả, vẽ cả áo luôn mà cứng thì chỉ có đi dục thôi nha, không mặc được. Còn cái này là hoa nổi, cho nên là nó phải dày những cái hoa lên rồi nó mới u lên được. Đây, quay gần thấy từng cánh hoa nó u lên ha, cộm lên luôn đó. Chung là lâu mình phải có một cái gì đó là lạ để cho nó đỡ nhàm chán. Còn hoa thì học trò cũng đã vẽ cũng rất là nhiều rồi. Rồi, mấy mốt anh chị em nào đến lớp dạy áo dài sẽ được dạy luôn. Tại vì dạy luôn, dạy cho cái thể loại này luôn. Đắp nổi hoa 3D và vẽ 3D trên vải. Nha, vẽ những cái nền 3D trên vải. Đó, lam nền, lam màu áo nền. Muốn làm bao nhiêu làm hết cả áo cũng được, mình vấn đề. Đó là giờ chính xác nha, chính xác là vậy.